Đây, đẹp xuất sắc các anh ơi, đẹp xuất sắc, một cặp đôi hoàn hảo. Đấy, em để cái này đây. Tiếp theo, đây là con Cloud de Paris các anh nhá, Cloud de Paris, lấp lánh như ánh sáng ở Paris. Đấy, anh nhìn cái bàn phím của nó này, đen điểm trắng này, hàng đen này, hàng trắng này, hàng đen này, hàng trắng, hàng đen này, rất là thiết kế rất là tinh xảo và cực kỳ đặc biệt. Nó nổi lên giữa cái bàn phím này, nổi lên các phần trắng, nổi lên như kiểu ánh sáng ở Paris. Sở dĩ nó tên là Cloud de Paris bởi vì nó phản ánh ánh sáng ở Paris. Cầm chiếc điện thoại này rất là lung linh. Cái chiếc điện thoại này cầm này và dùng này, cái khung của nó bền vĩnh cửu anh ạ, càng dùng càng bóng, càng dùng càng đẹp, bền vĩnh cửu, không bị bay màu, không bị phai màu, càng dùng càng trơn đẹp luôn. Cloud de Paris bản steel, bản thép. Cloud de Paris bản steel thép, quá đẹp anh ạ, là dùng bền vĩnh cửu, chính hãng độ vỏ anh nhá, chính hãng độ vỏ chứ không phải hàng fake đâu anh nhá, chính hãng độ vỏ. Đấy, chính hãng độ vỏ. Rồi đây, đây con này, để biết là vô tụ chính hãng hay không ấy, thì các anh làm như này cho em nhá, các anh bấm nút bên sườn này này, bấm nút bên sườn này, nếu mà nó lên chữ Concierge như này, Concierge này thì là vô tụ chính hãng. Phân biệt ở chỗ phím bên sườn này, Concierge chính hãng, cách thứ nhất. Cách thứ hai này, các anh bấm lận này, sao thăng 9 2 7 10 2 6 8 9 thăng. Đấy, ấn lận đấy mà nó ra một loạt các thông số như này này thì nó là chứng tỏ là vô tư chính hãng. Chỉ có vô tư chính hãng thì ấn lận thì nó ra, còn vô tư fake ấn lận thì nó không ra gì cả.